Nếu em chịu ở yên đây thì em sẽ an toàn thôi. Lần này mà mày làm không xong nữa là tao sẽ giết mày đó. Cũng tại ông Quyển, nếu không thì nó chết chắc với tụi tôi rồi. Mày đừng đổ thừa nữa, tiền mày nhận đủ rồi. Dạ em biết rồi chị. Nhưng mà không đổ thừa không được. Nếu không phải ông Nguyễn ra tay á thì quá dễ dàng rồi. Lo nhanh đi, đừng càm ràm nữa. Dạ em biết rồi. Chào chị. Anh chịu về rồi hả? Anh nói sẽ về mà, đúng không? Em còn cố gắng hãm hại Thương thì anh sẽ không về đây nữa. Em biết rồi. Cô, thả tôi ra. Không được cho nó ăn. Thả tôi ra. Không được thả nó ra khỏi chỗ này. Dạ. Thả tôi dạ, ra. Tôi biết rồi. Tôi cấm ông nha. Ông không có được động lòng mà thả nó ra đó. Dạ. Dạ tôi biết rồi. Còn nữa, cấm báo cho Nguyễn biết. Dạ.
Dạ. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Sao? Đổi không giết hả? Phải cho nó sợ đấy chứ. Vậy là xong rồi hả? Ok. Thương! Thương! Có ai không? Có ai không? Tôi khát quá. Có ai không? Thả tôi ra đi. Có ai không? Cho tôi miếng nước. Làm ơn. Có ai không? Chào cô. Nó làm sao rồi? Dạ, nó đang đói, có cho ăn không? Mặc kệ nó. Cái nhà đó ở đâu? Dạ.
Dạ, em không nhớ địa chỉ. Tại con Thư nó dắt em đi, nên bây giờ em cũng không nhớ được. Mày nghĩ mày gạt được tao hả? Cái nhà đó ở đâu? Tao không muốn hỏi một lần nữa. Dạ dạ, để em dắt anh đi. Mày tưởng mày là ai? Mày dám giật chồng tao hả? Con khốn, tao sẽ cho mày biết tên tao. Mày dám giật chồng tao hả? Nguyễn, anh à, nó muốn giết chết em. Anh buông tay ra, anh buông nó ra. Anh Nguyễn đứng lại, đứng lại. Nguyễn, 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 anh đứng lại đi. Nguyễn, anh đứng lại cho em. Nguyễn, mấy người đứng đó làm gì hả? Mau giữ Nguyễn lại cho tôi đi. Em đã chịu đựng hết nổi cơn ghen của Thư như vậy rồi. Em mệt mỏi lắm rồi. Ta sẽ không nghe lời anh. Ta sẽ rời khỏi chỗ đó. Em cứ ở yên ở đó đi. Đừng có xuất hiện. Bây giờ không cần thiết đâu. Nhưng em không chịu đựng Thư nổi nữa đâu. Em không cần phải lo về Thư nữa. Hiểu chưa?